bạn Bịt kêu như nào? Bạn Gà kêu thế nào? Thế bạn Chuột kêu thế nào? Bạn Dê kêu thế nào? Thế bạn Bò kêu thế nào? Bò. Thế bạn Gà kêu thế nào? Bạn Gà kêu thế nào? Đâu rồi? Bạn Gà kêu thế nào? Bà con. Thế bạn Mèo kêu thế nào? Gồng hết cả người lên đập. Ông đâu? Con gọi ông chưa? Con gọi ông chưa? Bà đâu? Bà con đâu? Gọi bà chưa? Con gọi bà chưa? Đi đâu? Đến nhà con đâu? Con này tivi đâu? Hoa đâu? Hoa đẹp đâu? Hoa đẹp đâu? Rốn đâu? Thế cái miệng con đâu? Miệng nhá. Mồm đâu? Mồm đâu? Đúng rồi. Thế cái tay đâu? Đúng rồi. Thế tóc đâu? Đúng rồi. Áo đẹp con đâu nhỉ? Cái chân đâu? Đúng rồi. Cái tay đâu? Cái tay đâu? Cái tay mà, cái tay đâu? Tay mà. Cái bỉm đâu? Con chuột kêu nào con? À thế con. Lisa kêu như con nào? Con kêu thế nào? Út. Lisa kêu như nào? Con Pu kêu thế nào nhỉ? Con Pu kêu thế nào? Anh Pu chứ nhỉ? Anh Pu đâu con?